Mời các em tiếp tục cùng cô giải bài 10, bài 11 và bài 12, trang 59 trong giải toán có lời văn của lớp 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Trước tiên chúng ta cùng nhau đọc đề bài bài 10. Cô Hiền vừa thu hoạch được 35kg khoai tây. Cô chia đều số khoai tây đó vào 5 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu kg khoai tây? Ở bài toán này, cô sẽ hướng dẫn các em vẽ sơ đồ dựa trên yêu cầu của đề bài. Cô sẽ vẽ một đoạn thẳng tương ứng với 35kg khoai tây. Đoạn thẳng này ứng với 35kg khoai tây. Tiếp theo, cô sẽ vẽ một đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng trên bằng cách cô gióng xuống, lấy thước kẻ gióng xuống điểm đầu và điểm cuối. Sau đó cô nối hai điểm vào. Theo đề bài, 35kg khoai tây này sẽ được cô chia vào 5 túi. Như vậy, đoạn này cô sẽ chia làm 5 phần và các phần đều bằng nhau. Mỗi một phần sẽ tương ứng với một túi khoai tây. Và đề bài hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu kg khoai tây. Như vậy, chúng ta sẽ đi tìm một túi nặng số kg là chưa ạ? Mỗi một đoạn này sẽ là một túi ạ. Chúng ta cùng đến với bài giải của bài toán nhé. Lời giải: mỗi túi đựng số kg khoai tây là. Hai chấm. Phép tính của bài toán: 35kg khoai tây được chia đều vào 5 túi. Như vậy, phép tính sẽ là 35 chia 5 bằng 7 đơn vị kg. Đáp số 7kg khoai tây. Chúng ta lưu ý đơn vị của phần đáp án, mình sẽ viết đầy đủ nhé. Chúng ta cùng chuyển sang bài 11. Bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12 mét thành hai khúc. Các khúc gỗ có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi khúc gỗ dài bao nhiêu mét? Ở bài toán này, cô và các em cùng nhau đi vẽ sơ đồ nhé. Cô sẽ vẽ một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này sẽ tương ứng với khúc gỗ dài 12 mét. Tiếp theo, cô sẽ vẽ đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng trên. Theo đề bài, thì khúc gỗ này được bác thợ mộc cưa thành hai khúc. Như vậy cô sẽ chia đoạn thẳng này thành hai phần bằng nhau. Vậy mỗi một đoạn thẳng nhỏ này sẽ tương ứng với một khúc gỗ. Và đề bài hỏi mỗi khúc gỗ dài bao nhiêu mét. Vậy chúng ta cần đi tìm số mét của một khúc gỗ này. Đây cũng là một khúc gỗ đúng không ạ? Chúng ta cùng đến với bài giải của bài toán. Lời giải: mỗi khúc gỗ dài số mét là. Phép tính của bài toán: 12 là độ dài của cây gỗ được bác thợ mộc chia thành hai phần. Vậy cô sẽ chia cho 2. 12 chia 2 bằng 6 đơn vị mét. Đáp số 6 mét. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang bài 12 nhé. Đề bài: chị Lan làm 40 chiếc nem rán. Chị muốn xếp 5 chiếc vào một đĩa. Hỏi chị Lan cần bao nhiêu chiếc đĩa để xếp hết số nem rán làm được. Ở bài toán này, cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bằng lời văn. Theo đề bài, chị Lan sẽ xếp 5 chiếc vào một đĩa. Như vậy, cô sẽ viết 5 chiếc nem rán được xếp vào một đĩa. Và đề bài hỏi chị Lan cần bao nhiêu chiếc đĩa để xếp hết số nem rán chị làm được. Như vậy chị làm được 40 chiếc nem. Ta viết 40 chiếc nem, 3 chấm, đĩa, hỏi chấm. Chúng ta cùng nhau đi tìm số đĩa mà chị Lan có thể xếp được hết 40 cái nem chua rán này nhé. Bài giải: hỏi chị Lan cần bao nhiêu chiếc đĩa để xếp hết số nem rán làm được. Vậy lời giải sẽ là: chị Lan cần số đĩa để xếp hết số nem rán làm được là. Phép tính của bài toán sẽ là
40 chiếc nem chia cho 5 chiếc. 40 chia 5 bằng 8 đơn vị chiếc. Đáp số 8 chiếc đĩa. À, như vậy là mình đã tìm ra được số đĩa mà chị Lan cần để xếp hết được 40 cái nem, đúng không ạ? Vậy là cô trò chúng ta đã vừa giải xong bài 12, bài 11 và bài 10 ở trang 59 trong cuốn sách giải toán có lời văn của lớp 2.